Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cảnh báo chiều cường rằm tháng 9 âm lịch sắp xỉ mức lịch sử năm 2022. Nguy hiểm, hệ quả khó lường từ trào lưu bắt pen cổ gây xỉu. Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ vừa cảnh báo ngập lụt trên khu vực thành phố Cần Thơ. Cụ thể, trong vài ngày qua, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ do ảnh hưởng của lũ trên thượng nguồn đổ về, kết hợp với kỳ chiều cường rằm tháng 9 âm lịch nên mực nước đỉnh chiều lên cao. Mực nước đỉnh chiều cao nhất đến ngày 18 tháng 10 trên sông Hậu tại trạm thủy văn Cần Thơ HMAC vào lúc 4 giờ 30 phút là 2,2 m, vượt mức báo động 3 0,2 m, cao hơn cùng thời kỳ năm 2023 là 0,03 m vào ngày 15 tháng 9 âm lịch. Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao và có khả năng đạt đỉnh cao nhất trong đợt chiều này vào ngày 19 và ngày 20 tháng 10 nhằm ngày 17-18 tháng 9 âm lịch. Do ảnh hưởng của kỳ chiều cường rằm tháng 9 âm lịch kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về nên mực nước đỉnh chiều lên rất cao, vượt mức báo động 3, 2 m từ 0,18 đến 0,28 m, sắp xỉ mức lịch sử của năm 2022 là 2,27 m. Trong những ngày 21, 22 và 23 tháng 10, mực nước đỉnh chiều vẫn duy trì ở mức cao trên mức báo động 3. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân tại sân thượng của quán karaoke. Vị trí sân thượng nhìn xuống có thể nhìn thấy nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Đây có thể là vị trí cuối cùng nạn nhân có mặt trước khi tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra. Nhiều khả năng đây không phải là vụ án mạng. Thời điểm mới phát hiện, người dân chỉ thấy phần đầu và cánh tay bị rời. Nhưng khi lực lượng công an khám nghiệm thì phát hiện thi thể nằm dưới hố nước phòng cháy chữa cháy bên trong quán karaoke. Qua khám nghiệm tử thi, người này có thể tử vong cách đây từ 2 đến 3 tuần, phần xương trên cơ thể bị gãy, không loại trừ khả năng nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống hoặc bị tai nạn giao thông. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa thông tin chính thức về vụ việc này. Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang tiến hành xác minh tin báo về việc một nữ sinh lớp 10 trên địa bàn nghi bị xâm hại hiếp dâm tập thể. Trước đó, một nữ sinh lớp 10 tham gia cuộc nhậu cùng nhóm nam thanh niên trên địa bàn xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Đến chiều tối cùng ngày, nữ sinh nói trên được nhóm nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn và bị những người này thực hiện hành vi đồi bại. Trong đêm, nữ sinh tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì gặp tai nạn và được đưa đến điều trị tại bệnh viện. Vụ việc ngay sau đó được gia đình nữ sinh trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Được biết, có ít nhất 2 nam thanh niên liên quan đến vụ việc đã được cơ quan chức năng triệu tập điều tra. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư cầu Phong Châu mới. Quan điểm thống nhất xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện khẩn trương, cần áp dụng cơ chế đặc thù, triển khai dự án một cách nhanh nhất, đảm bảo an toàn, chất lượng. Về nguồn vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong năm 2024, giải ngân theo tiến độ của dự án. Báo cáo Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, nếu thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình trong tình huống khẩn cấp, dự kiến trong tháng 12 tới, Bộ sẽ hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, chỉ định nhà thầu, khởi công dự án. Công tác khảo sát, thiết kế sẽ hoàn thành sớm để thi công trụ cầu. Các bộ ngành thống nhất áp dụng các cơ chế, quy định hiện hành trong tình huống xây dựng công trình khẩn cấp để hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, thiết kế, phê duyệt quyết định đầu tư, áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án trong tháng 12 năm 2024. Trước thêm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tại nhiều ruộng hoa lớn trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi được xem là một trong những thủ phủ hoa hồng lớn nhất của Hà Nội, rất ít người ra ruộng để thu hoạch hoa. Nhiều nông dân cho biết, do ảnh hưởng thất thường của thời tiết, nên năm nay không có hoa hồng để cung ứng cho thị trường dịp 20 tháng 10. Nhiều người trồng hoa ở đây cho biết, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, với việc nắng mưa thất thường, nên hoa hồng được trồng tại ruộng cho ra rất ít bông. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email
nap.hom.nay@pháp luật.tp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Đi đâu cũng mang phong độ nha, đến đảo trà cắm trại thôi. Mai trời gãy rồi, nắng nóng căng thẳng mệt mỏi quá. Hãy uống trà xanh công độ được làm từ trà Thái Nguyên, giàu chất chống oxy hóa EGCG. Có cách rồi. Ở đây nè, trà xanh công độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Thưa quý vị, gần đây giới trẻ có trào lưu bắt pen cổ gây xỉu. Cụ thể, các bạn trẻ sẽ dùng hai tay nhấn vào động mạch ở cổ để ép cho động mạch cảnh hai bên, chỉ để tìm cảm giác phê khi lịm đi, mất ý thức trong ít giây. Vì hiếu kỳ và tò mò, muốn trải nghiệm cảm giác lạ nên nhiều người đã thực hiện theo. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hành động có thể chặn động mạch cảnh hai bên gây thiếu máu não, thậm chí là ngưng tim hay đột quỵ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Kevin Quy Trịnh, giám đốc đơn vị phục hồi chức năng và hình thể HMR để lắng nghe những phân tích của ông về vấn đề này. Thưa bác sĩ, gần đây giới trẻ có trào lưu là bắt pen cổ gây xỉu chỉ để tìm cảm giác phê xả stress. Xin bác sĩ chia sẻ về hiện tượng này. Thực tế, cảm giác phê hay là xả stress này xuất phát từ đâu ạ? Trước tiên để trả lời câu hỏi của các bạn thì bác xin nói sơ về cái giải phẫu vùng cổ của một người bình thường ha. Đây là cái cổ của một người bình thường thì chúng ta thấy là cái cơ có cái cơ ức đoạn chủm ha, mà cần quay cả ức đoạn chủm ở đây ha, ức nó lên chủm ở đây, thì ở đây có cái động mạch cổ gọi là động mạch cảnh đi lên để cung cấp máu nuôi cho não. Thì động mạch cảnh này cung cấp tới 80% lượng máu để cung cấp cho não ha. Khi mà ta chặn cái động mạch cảnh ở đây, đặc biệt là chặn cái mép bờ trên của cái cớ đoạn chủm, tôi sẽ thấy nhịp đập và chúng ta chặn ở đây, tức là chúng ta chặn cái dòng máu lên não, tức là chặn sự cung cấp oxy lên não, thì sẽ gây ra hiện tượng là thiếu oxy não, thì sẽ gây ra lơ mơ, muốn xỉu rồi thậm chí là xỉu luôn ha. Lơ mơ nó mất ý thức, tức là đôi khi là các bạn trẻ thích cái cảm giác này, chứ thật ra đây là cái hậu quả của việc thiếu oxy. Việc ép chặt hai bên động mạch cảnh sẽ gây ra những hậu quả gì cho người thực hiện ạ? Ngoài cái việc mà cho chúng ta cái cảm giác mà có thể là lơ mơ rồi mơ hồ rồi muốn xỉu này nọ kia đó, thì nó tạo cho cảm giác mạnh, nhưng mà nguy hiểm ở chỗ như thế này: nếu chúng ta chặn cái mạch máu này lâu á, thậm chí chúng ta chặn hai bên á, thì nó là càng nguy hiểm. Tại vì chặn một bên thì còn có một bên cung cấp máu cho não được, chặn hai bên thì gần như là cái động tác này gần như là chúng ta thực hiện cái động tác bóp cổ ha, ngừng cấp máu lên não. Thì nếu mà chúng ta chặn á, lâu á, thì có thể gây tượng xỉu và đột quỵ. Và nếu chúng ta chặn á, mà chúng ta buông ra đột ngột á, thì đôi khi là cái dòng áp lực nó tăng đột ngột, nó cũng có thể gây chóng mặt ha, gây thậm chí là có một số cái tổn thương thành mạch mà đang có sơ vữa ở, đang có ở cái động mạch cảnh này, nó có thể là nó bung ra và nó chạy lên não, gây đột quỵ não. Thì cho nên đây là một cái trào lưu mang lại cho các bạn trẻ một cái cảm giác tưởng là phê pha, chứ thật ra thì nếu chúng ta bóp mà chúng ta thấy lơ mơ mà chúng ta bóp lâu thêm nữa thì có thể là gây hiện tượng đột quỵ luôn. Bác sĩ có lời khuyên gì đối với những người thực hiện trào lưu bắt pen cổ gây xỉu này nói riêng và việc đu trend của giới trẻ mà chưa tìm hiểu kỹ các hậu quả nói chung ạ? Thì nói chung là các cái trào lưu bao giờ nó cũng có cái mặt hại của nó, cái mặt lợi, cái mặt hại. Tức là cái mặt lợi thì đôi khi là những vấn đề sức khỏe. Chúng ta những trào lưu mà cấp thời, chúng ta đôi khi chúng ta chưa thấy cái mặt lợi mà chúng ta thấy cái mặt hại trước. Còn đôi khi có những cái trào lưu khác mà chúng ta vừa có mặt lợi vừa có mặt hại, nhưng mà riêng cái trào lưu này thì bác sĩ thấy là cái mặt hại nó nhiều hơn, chưa thấy cái mặt lợi nào hết, ngoài trừ cái cảm giác là cho là các bạn cảm giác mà thiếu oxy não, mà lơ mơ mơ hồ, muốn xỉu hay là muốn đột quỵ đó. Thì đó là những cái mà các bạn cảm thấy là phê, nhưng mà ngay cả những cái này nó cũng là mặt hại chứ không phải là mặt lợi gì trong cái trend này hết. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất
mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Trần Minh Quang gọi đến đường dây tiếp nhận thông tin nóng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Ông rất đau lòng khi đọc thông tin một phụ nữ bị tai nạn tử vong khi đang đứng bán hoa tươi trên đường ở thành phố Thủ Đức. Ông chia sẻ với mất mát của gia đình nạn nhân. Qua vụ tai nạn này, ông cũng mong người bán hàng rong lưu ý đứng sát lề đường, tránh đứng bán ở những đoạn đường thường xuyên có xe chạy nhanh để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Quách Thị Bích Châu phản ánh khách sạn kế bên nhà bà lắp hai máy phát điện công suất lớn ở phía sau, gây ảnh hưởng về sức khỏe. Bà đã yêu cầu khách sạn đưa ống dẫn nhiệt và làm vách cách âm để giảm độ ồn của máy, nhưng khách sạn không khắc phục. Mỗi lần mất điện, cả gia đình bà phải chịu ảnh hưởng lượng khí thải từ máy phát điện, khiến cả gia đình không sinh hoạt được trong nhà. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và sẽ trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 19 tháng 10 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!